bầu bổ sung vào bộ chính trị, phe tô đại dùng vũ khí gì? Hiện nay, bộ chính trị đã dụng 5 trong số 18 người. Số phận chính trị của bà Trương Thị Mai đang được tính từng ngày. Có khả năng chỉ một thời gian nữa, tổng số ủy viên bộ chính trị bị dụng giữa chừng sẽ là con số 6. Tuy nhiên, theo thông tin ngoài luồng, số ứng viên được bầu bổ sung vào bộ chính trị hội nghị chung chín sắp tới sẽ là 5 người như vậy vẫn không thể bổ sung đủ số ủy viên bộ chính trị đã và sẽ ngã ngựa. Khả năng 5 người sẽ được bầu vào bộ chính trị là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương, ông Lê Minh Khái, phó thủ tướng, Trần ông Hà, phó thủ tướng, bà Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận trung ương. Nếu danh sách này là đúng thì rõ ràng hai nhân vật từng tháp tùng ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh vào hồi tháng 4 vừa qua là Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang không thể chen chân. Phải chăng hai người này đã bị Tập Kinh Bình quay lưng? Ông Tô Lâm chỉ giỏi đe dọa chứ không giỏi thuyết phục. Nhưng trên mâm cỗ quyền lực này cũng không có bóng dáng của hai đệ tử ruột Tô Lâm, đó là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đều là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Xem ra trong kỳ phân chia ghế mới này của Bộ Chính trị, phe Công an bị hất ra rỉa. Như vậy, phải chăng Bộ Chính trị đang có ý đồ không cho thành phần bên dưới của Bộ Công an ngồi lên ghế Bộ trưởng nếu Tô Lâm rời ghế? Thực ra, đây mới chỉ là những nhân vật được đề cử, chưa bỏ phiếu thì vẫn chưa chắc chắn có lên được hay không, bởi luôn có thể có những tình huống bất thường xảy ra. Trước mắt, phe lò của ông Tổng bao gồm những người trong ban bí thư được ưu tiên đẩy lên Bộ Chính trị, trong đó có ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài. Tuy Nguyễn Phú Trọng đang bị Tô Lâm bao vây, nhưng uy tín của ông Trọng vẫn còn rất lớn. Khi bộ chính trị họp, người ta sẽ ưu tiên chọn người mong Trọng giới thiệu vào bộ chính trị, chứ không chọn người của Tô Lâm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là để đưa được đệ ruột vào bộ chính trị thì Tô Lâm sẽ phải làm gì đây? Công cụ lợi hại nhất mà Tô Lâm có thể dùng để điều khiển các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên bộ chính trị, đó là hồ sơ đen của những người này. Hiện nay, Trung ương Đảng có 200 người đã dụng hết 11 người, còn lại có 189 người. Đây là số lượng rất đông, có khả năng Tô Lâm không thể lập đủ hồ sơ đen của quá nửa số ủy viên Trung ương Đảng. Có thể Tô Lâm điều khiển được 63 ủy viên Trung ương đứng đầu các tỉnh, nhưng cũng chỉ bằng 1 phần 3 số ủy viên Trung ương mà thôi. Việc bầu bổ sung của Bộ Chính trị kỳ này là một bất lợi lớn cho phe của Tô Lâm, bởi khả năng thuyết phục được Trung ương Đảng không cao. Tô Lâm chỉ giỏi đe dọa, chứ không có khả năng thuyết phục. Tuy nhiên, dù có khó khăn nhưng vẫn chưa phải là đã hết cơ hội. Nếu Tô Lâm đưa được người Hưng Yên vào vị trí bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính trị, thì trước sau gì người đó cũng được bầu bổ sung. Nếu thay Tô Lâm làm Bộ trưởng, trước sau gì ông Lương Tâm Quang cũng được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Mới đây, thông tin nội bộ cho biết các bên đã ngã giá xong một số vị trí, trong đó Tô Lâm sẽ làm chủ tịch nước và Lương Tam Quang sẽ làm bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Lương Tam Quang làm bộ trưởng thì việc ông vào bộ chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Bởi đây là vị trí do ủy viên bộ chính trị đảm nhận. Chỉ cần phe Nghiên có được hai ủy viên bộ chính trị thì sức mạnh của phe này sẽ được nhân lên gấp bội. Đến lúc đó, phe này sẽ có lợi để giành thêm nhiều ghế hơn. Khả năng cao từ nay đến đại hội lần thứ 14 sẽ còn rất nhiều người tiếp tục dụng khỏi bộ chính trị và trung ương đảng và đảng lại phải bầu bổ sung lúc đó không chỉ có ông lương tam quang mà còn có thêm các nhân vật khác gốc hương yên sẽ vào bộ chính trị thời gian còn là cơ hội còn quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tiếp của thời báo chấm .d với bản tin bầu bổ sung vào bộ chính trị phe tô lâm dùng vũ khí gì Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề Ban bí thư của Tổng bị tô tổ bao vây, phe lò cầu cứu Phan Văn Giang, đánh bọc hậu. Tình hình chính trường Việt Nam hiện nay căng như dây đàn dường như tô lâm đang muốn đốn bà trương thị mai nhân vật xếp thứ năm trong bộ chính trị điều đáng nói là một khi bà mai ngã ngựa ban bí thư sẽ như rắn mất đầu bởi bà trương thị mai đang là người thay thế ông tổng bí thư để điều hành các hoạt động của ban bí thư những diễn biến gần đây cho thấy tô lâm đang quyết tâm phải hạ bằng được bà trương thị mai để làm tê liệt cơ quan mà ông tổng bí thư là thủ lĩnh trong khi đó, Tổng Bí Thư vẫn thường xuyên vắng mặt tại văn phòng Trung ương Đảng, nhưng lại có mặt thường xuyên ở Bệnh viện Quân Y 108. Bức ảnh thể hiện sự gần gũi của tướng Phan Văn Giang với người dân, đăng trên các trang của người, các nhà báo nổi tiếng. Cho đến lúc này, tứ trụ đã dụng một nửa, Tổng Bí Thư sắp bị cô lập hoàn toàn, nếu bà Mai dụng sớm. Thủ tướng thì vẫn im lặng, tránh động chạm đến Tô Lâm chưa bao giờ tổng trọng lại rơi vào tình thế bi đát như hiện nay, nếu ông tổng không có giải pháp để khắc chế Tô Lâm trong lúc này thì Tô Lâm có thể sẽ đốn tiếp thành viên ban bí thư, thậm chí có thể phế truất luôn cả tổng bí thư. Ông trọng chỉ còn lại một thanh gươm cuối cùng, đấy là bộ quốc phòng, nơi ông là thủ lĩnh cao nhất về mặt đảng. Tuy nhiên, ông tổng chỉ ra chủ trương, còn trực tiếp điều hành trong bộ quốc phòng là tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng bộ quốc phòng. Trong tình hình nguy cấp này, ông Trọng rất cần sự phối hợp của Phan Văn Giang để đánh trả lại quân của Tô Lâm đang tiến lên như vũ bão. Cho đến giờ, Phan Văn Giang vẫn chưa có hành động công khai nào, tuy nhiên có những chuyển động ngầm cho thấy ông Giang bắt đầu chuyển mình tham gia vào trận chiến sinh tử này. Mới đây, một nhà báo nổi tiếng đã đưa lên trang cá nhân tấm hình Phan Văn Giang ngồi trong ô tô bắt tay người dân, đến hình ảnh của một bộ trưởng thân thiện với dân trước khi thượng đài so găng với người đứng đầu bộ công an phan văn giang cần có những khởi động rồi mới bước vào cuộc đua và hành động tung hình ảnh này được xem là bước khởi động ấy trong tình thế hiện nay rất khó để ông phan văn giang đứng ngoài cuộc chiến giành quyền lực trong đảng tô lâm đã thể hiện tham vọng rất rõ ràng mà một khi tô lâm đạt được mục tiêu ngồi vào ghế tổng bí thư lúc đó ông hoàn toàn có thể loại bỏ phan văn giang phe hưng yên tại bộ quốc phòng cũng đã có hai ông tướng đó là Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Chính vì Tô Lâm đã có sẵn nhân lực, sẵn sàng thay thế vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nên dù muốn hay không, ông Phan Văn Giang cũng cần phải hành động. Bởi đứng ngoài cuộc đồng nghĩa với việc thất bại và dâng cơ hội cho kẻ khác. Ông Tổng Bí Thư cũng phụ trọng hiện nay đang là bí thư quân ủy trung ương. Một nguồn tin riêng cho Thời báo chấm biết, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra công ty Xuân Cầu Hồ Đình của Tô Dũng là em ruột của Tô Lâm. Đây có thể xem là tử huyệt của Tô Lâm. Nếu Tô Lâm quyết tâm đánh phá ban bí thư, cô lập tổng bí thư thì đồng minh của ông Tổng sẽ đánh bọc hậu. Chưa rõ quân đội có lôi được sân sau của Tô Lâm ra ánh sáng hay không. Nhưng trước mắt, việc điều tra này sẽ làm phân tán sức mạnh của Tô Lâm. Tô Lâm sẽ không còn đủ sức để dồn hết lực lượng và tấn công ban bí thư nữa. Rất có thể thời gian tới giữa công an và quân đội sẽ có những tình huống xung đột gây gắt, khốc liệt. Một khi quân đội đã tham gia, rất có thể thế thắng của Tô Lâm sẽ không còn nữa và sau đó thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng ta hãy cùng đợi xem những diễn biến tới đây. Quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin ban bí thư của tổng bị tô lâm bao vây phe lò cầu cứu phan văn giang đánh bọc hậu quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo đề